chuỗi điểm số ấn tượng, nữ sinh Nam Định thành thủ khoa toàn quốc. Vũ Thị Vân Anh, học sinh lớp 12A5, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, tỉnh Nam Định, trở thành thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 với tổng điểm 57,3. Vũ Thị Vân Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, tỉnh Nam Định, trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 khi giành được chuỗi điểm số ấn tượng: Toán 9,2, Văn 9,25, Tiếng Anh 9,6, Lịch sử 9,75, Địa lý 9,5, Giáo dục công dân 10. Điểm trung bình bài thi khoa học xã hội của em là 9,75. Vân Anh cho hay, em rất bất ngờ với kết quả này. Lúc ra phụ bố mẹ bán hàng tạp hóa, em cũng khá áp lực khi mọi người hỏi điểm thi như thế nào. Vân Anh kể, sáng nay được bạn nhắn tin thông báo mình là thủ khoa cả nước, Vân Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao đều tất cả các môn, nhưng Vân Anh cho hay em thích nhất môn toán. Bí quyết của Vân Anh là ngoài những kiến thức thu nạp được trên lớp, em học thêm khá nhiều trên mạng. Em thường xuyên xem các thầy cô giảng online và tìm tài liệu trên mạng. Hầu như em học ở trường, ở nhà em học từ 20 giờ đến 23 giờ. Tuy nhiên, ngày nào em cũng dậy từ 4 đến 5 giờ để học bài. Gia đình em không mấy khá giả. Bố mẹ em làm nông và trông vào quán tạp hóa nhỏ, nên em muốn học tốt để sau này có công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Vân Anh nói. Cô Phan Thị Tin, giáo viên chủ nhiệm và cũng là cô giáo dạy văn của Vân Anh cho hay. Em học đều các môn và trong 3 năm học trung học phổ thông đều nằm trong top đầu của trường. Theo cô Tin, Vân Anh là học trò hiền lành, dễ mến, hòa đồng. Vân Anh rất thông minh, tiếp thu nhanh, giỏi đều các môn. Trong các kỳ thi của trường cho khối 12 năm qua, Vân Anh cũng luôn trong top đầu và nhiều lần được nhà trường khen thưởng, cô Tin nói. Cô Tin cho hay, dù Vân Anh không trong đội tuyển học sinh giỏi văn, nhưng nhiều lần cô đã phải mượn bài văn của em, photo ra để cho cả lớp cùng tham khảo. Có khi tôi không lấy bài của các bạn trong đội tuyển học sinh giỏi văn mà lấy bài của Vân Anh. Bởi trong bài viết của em có màu sắc của trí tuệ thông minh chứ không chỉ văn chương bay bổng. Tôi muốn nói với số đông học sinh học lối hành văn của Vân Anh rõ ràng mạch lạc về ý. Ngoài việc học, Vân Anh có sở thích vẽ tranh, xem phim hoạt hình. Với kết quả này, Vân Anh dự định sẽ đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Kinh tế Quốc dân của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bằng tổ hợp D01. Em đạt tổng điểm tổ hợp này là 28,05. Thời gian tới, Vân Anh sẽ tập trung vào học thêm tiếng Anh để chuẩn bị hành trang tốt cho việc trở thành sinh viên đại học.